lắng nghe những câu chuyện nhỏ để thấy trái tim ta biết yêu thương. Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi. Qua tháng cuộc đời. Nữ thần báo tử, Clyde Odna. Harry, đã đến lúc phải đi rồi. Clyde Odna, lẽ nào nàng là cô gái tôi đã gặp bên bờ biển? Nàng, thực ra nàng là ai? Ta là nữ thần báo tử. Cha gọi con gái có việc gì thế? Clyde Odna, dạo này lại có thêm chàng trai nào là nạn nhân của con thế? Kìa cha, sao cha lại gọi những người tình của con là nạn nhân? Chẳng phải con vẫn dùng sắc đẹp dụ dỗ các chàng trai đến gần biển, quyến rũ họ và sau đó tiễn họ về thế giới bên kia luôn sao? Bất kỳ ai được con để ý tới đều ra đi vĩnh viễn. Cha yên tâm, những kẻ đó đều là những gã đàn ông lăng nhăng, trăng hoa, háo sắc cả. Vừa đọc được tâm trí của họ, con đã thấy họ đáng phải chết rồi. Ôi, cái chân của tôi đau quá. Kìa cô gái, em bị thương ở đâu? Để tôi xem cho. Em bất cẩn nên bị ngã trẹo chân ở đây. Đau quá. Xin lỗi em, nhưng đừng trách tôi mạo phạm. Tôi phải nắn lại cổ chân thì em mới đỡ đau được. Sao ta không thể đọc được ý nghĩ của chàng trai này như những gã đàn ông khác? Nếu chân đau quá, em có thể về nhà tôi nghỉ tạm. Bây giờ chắc là khó đi lại lắm. Về bờ đông, phải sáng mai mới lên đường được. Robin, chàng nằm dưới sàn không sợ lạnh nữa. Em cứ nghỉ trên giường đi, tôi sẽ nhường em. Thời tiết cũng ấm áp hơn rồi, nên không lạnh lắm. Em đừng lo. Robin, chàng trai này thật tử tế biết bao. Không giống những kẻ hám sắc ta gặp trước đây. Lạ lùng, ta không thể đọc được ý nghĩa của chàng ấy. Mà trái tim ta cũng đang đập rất mạnh. Lẽ nào đường về còn xa lắm. Clyde, nếu em mệt thì cứ nói với tôi, chúng ta sẽ nghỉ chân một chút. Robin, có chuyện này em cần nói với chàng. Chuyện gì thế? Em thực ra em không phải Clyde. Em là nữ thần báo tử Clyde Odna. Nữ thần báo tử? Em là thần chết ở dưới âm phủ sao? Xin chàng đừng hoảng sợ. Tuy là nữ thần, nhưng em cũng chỉ mang trái tim một người con gái. Ngay từ khi nhìn thấy chàng, sự tốt bụng hiền lành của chàng đã khiến lòng em rung động. Tôi Clyde Odna, thực ra tôi cũng rất cảm mến em, nhưng tôi cứ nghĩ chúng ta chỉ là hai người xa lạ nên chẳng dám nói gì, chỉ biết giữ khoảng cách mà thôi. Chàng không giống những gã đàn ông trên đời này. Trái tim em thuộc về chàng. Thắp hết lửa đuốc thần lên đi. Nữ thần Clyde Odna đi vắng cả nửa năm trời chẳng chịu về âm giới, trong khi những linh hồn tàn ác ngày càng phá phách. Đến lúc chúng ta thoát khỏi nơi này rồi. Nữ thần Clyde Odna không có ở âm giới, chúng ta phải nhân cơ hội này ra khỏi đây thôi. Rồi các ngươi cũng biến thành hồn ma cả thôi. Lâu lắm mới được quay trở về dương thế, cứ như ta được sống lại vậy. Thật không ra thể thống gì. Mau gọi Clyde Odna về cho ta. Cha, sao cha lại bắt con từ bỏ Robin? Con còn hỏi tại sao ư? Từ khi con bỏ âm phủ lên hẳn dương gian sống cùng nó, thế giới bên kia đã trở nên hỗn loạn như thế nào, con có biết không? Những hồn ma quấy nhiễu, phá phách đủ trò, thậm chí đã có người bỏ mạng oan vì chúng. Vậy mà con vẫn say sưa yêu đương, chẳng màng đến trách nhiệm của bản thân. Cha, con khó khăn lắm mới tìm thấy tình yêu của đời mình. Con không thể nói từ bỏ là từ bỏ. Dù có trở thành người thường, con cũng phải ở bên Robin. Clyde Odna, con trở nên mù quáng từ khi nào thế này? Nếu con không chịu trở về âm giới, ta sẽ có cách khiến con phải trở về. Hỏng rồi, sao trời đang nắng đẹp lại có cơn giông thế này? Trời ơi, Clyde Odna, mau cứu ta với. Clyde Odna. Robin, Robin. Cha,
cha đã làm gì cho mình. Đến trong mơ con cũng nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của chàng. Nó đã biến mất vĩnh viễn rồi. Thuyền của nó đã chìm với những con sóng dữ của ta. Sao cha có thể làm vậy? Con sẽ quay về địa ngục tìm linh hồn chàng ấy. Cho mình, cho mình của em ơi, chàng ở đâu rồi? Bẩm nữ thần, linh hồn của Cho Bình không có ở địa ngục chúng ta đâu ạ. Thần biển Manana đã giam cầm vĩnh viễn Cho Bình, mãi mãi không thể mở ra được. Từ đó, Clyotna thường xuất hiện trong bộ dạng của chim hải âu, bay khắp biển để tìm lại người tình. Hải âu cũng là loài chim báo hiệu cái chết trên biển, theo quan niệm của người Celtic. Hãy lắng nghe những